Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình tiếp tục làm một cái video, đó là chuyển cái công trình của mình, cái máy xúc của mình đến một cái công trình mới. Đó, hiện tại thì bây giờ mình đang đi xúc đất lên xe ô tô các bác nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay ra đằng trước và thi công các bác nhá. Đó. Hiện tại thì bây giờ cái xe ở phía đằng dưới này nó là xe 2 tấn rưỡi các bác nhá. Đó. Thì là mình sẽ xúc cái đất này lên. Cái đất này thì sẽ mang đi để cho vào móng. Vì vậy là những cái cỏ rồi thì những cái đất ở phía ngoài này thì mình đã dọn sạch hết đi rồi. Đấy, nó còn mấy ít cái rễ cây thì người ta sẽ ra kia để người ta lọc sau thôi. Máy của mình thì nó không thể lọc được hết tất cả các cái những cái cành sắn hay là những cái gốc sắn. Cái chỗ này thì ngày trước nó là một cái vườn sắn người ta đã thu hoạch rồi các bác nhá. Đấy, toàn bộ những cái gốc sắn kia người ta đã thu hoạch hết rồi. Ở phía đằng đầu cầu kia thì nó sẽ có một cái đường biên giới, nó có cái cọc kia. Mình sẽ đào để cho nó hở cái đường nó ra. Những cái đất tơi như thế này thì mình xúc nó sẽ rất là nhanh đầy anh em nhé. Cực kỳ là nhanh đầy xe luôn. Thì ở phía bên ngoài đường, ở góc xa ngoài kia đó, thì anh Đức 8371 đang đứng ở kia rồi. Đấy, nói chung hôm nay thì giờ xúc xe thì là sẽ căng thẳng đấy các bác ạ, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều xe. Đấy, xe ra xe vào gọi là liên tục. Cái chỗ này thì mình mới xúc cho nên là cái bãi của nó chưa đỗ được 2 xe đâu. Đấy, lúc nào nó đỗ được 2 xe thì xe nó sẽ đi vào đây, nó chở ở đây thì gần như là hở ra là xúc, hở ra là xúc thôi. Bằng ở phía dưới này thì mình sẽ làm nó dốc vào phía đằng trong này các bác nhé. Đấy, đó yêu cầu của chủ nhà đâu. Đấy, cho nên là nó không phải là dốc ra ngoài mà lại dốc vào trong. Bên này chúng ta có ở chú mang về nuôi gà phải không? Đó, nó bị gãy cái đầu đi rồi, nó hay bị thế đó. Chú xe này là chú Dũng các bác nhá. Đấy, chú ấy thì vẫn ngày trước mình cũng có cái video đấy nhưng mà làm cũng khá là nhiều đấy, khá là lâu đấy. Nói chung là những cái bác ấy lái xe này cùng đội thì là sẽ làm cùng mình rất là nhiều luôn. Đây thì mình cho nó dốc vào trong. Để sẽ dọn nó ra đây. Chỗ này tạm thời nó hết đất thì mình sẽ cho xe nó vào đây anh em nhé. Cho xe nó lùi vào cái ô này để mình xúc ở phía bên sườn kia. Đấy, xe ra thì sẽ có một xe vào luôn. Thì cái đội xe của mình ấy thì mình cứ dơ gầu ở đâu là nó sẽ đi vào đó anh em nhé. Đấy, xe anh Đức kia đang chuẩn bị vào đây rồi. Mình múc cái chỗ này để cho cái xe nó lùi sát vào cái chỗ này đi. Vâng. Đây này anh chủ nhà này, anh nhặt củ sắn anh em ạ. Giờ cái cầu ở đây thì xe nó sẽ chủ động, nó sẽ lùi vào đây. Anh Đức này anh không nhìn cái đường gầu của mình. Đấy, mình giơ cái gầu sang đây thì cái xe nó sẽ lùi vào cái ô này thì mình xúc ở cái ô chỗ bệ máy của mình luôn. Đó. Thì
thế này thì nó sẽ xe sau thì nó sẽ có cái bệ chỗ này này. Đấy, nó sẽ lùi vào được anh em nhá. Đấy, cứ dần dần như vậy thôi là nó cái bệ này nó to ra. Đấy, cái phía đằng bên này nó hở ra là xe nó sẽ lùi vào đó được. Có những cái gốc tre hay là những cái ấy ở dưới này thì mình sẽ hót hết nó đi. Công trình này thì mình sẽ xúc được rất là nhiều các cái xe đấy. Vì vậy là mình sẽ làm nhiều video cho anh em. Mà có củ sắn nào phải cho anh chủ nhà anh ấy nhặt cho anh nhá. Đấy. Đất nó tơi nên cái gầu đất của mình xúc nó cũng rất là sướng luôn, rất là thích luôn. Đấy, lăn nó xe nó sẽ lùi trực tiếp vào cái ô này. Thì mình lại lấy đất ở cái phía bên đít của cái xe ô tô này. Như vậy thì nó sẽ cái lượng đất của nó sẽ cụt vào rất là nhanh, cái bể máy nó sẽ lên rất là nhiều luôn. Đó. Vào những cái ô bên sườn này. Xe của anh Đức còn đứt một cái quai của cái chặn đít đi rồi. Thêm một gầu nữa mình giải từ đầu lên từ đít đến đầu anh em nhé. Ok. Thoải mái đi. Nãy ông ấy ông anh cũng làm luật cho rồi. Ai? Ông anh. Béo à? Ông anh. Một lít. Không biết được. Thế bảo nó đi theo đít. Chắc là công an thôi, thanh tra thì nó chẳng xích mẹ thì lại mang tài nguyên đi bán à. Thì mình cứ xúc vào đây tạm thời này. Đấy, xe sau thì mình sẽ cho nó đỗ ở giữa này anh em nhé. Và mình xúc ở về bên sườn này. Đấy. Ngon hết cái này đi. Xe sau cho nó đỗ vào đây. Đấy. Anh Đức ra thì chú Năng sẽ vào. Như là liên tục luôn. Đây mình sẽ đổ cái mũ vào. Cái mũ cọ này vào cho nó đỡ nắng. Mình để như thế này, dơ như thế này thì cái xe nó sẽ lại lùi vào cái đúng cái giữa của cái ô gầu của mình nhé các bác nhé. Chú Năng này chú ấy rất là để ý cái đường gầu luôn, không cần phải bảo anh em ạ. Đấy, xong bây giờ mình sẽ múc cái phần bên này để lăn nữa, cái xe kia thì nó sẽ đỗ luôn ở cái phần này này. Nó đỗ luôn vào cái ô này.
thì là cái chuyến sau thì cái xe kia nó sẽ lùi được, sắp trốn được rồi, xe nó sắp trốn được rồi anh em ạ. Này mình sẽ bấm nó sâu sâu một chút để nó thấp dần xuống. Một chút rồi nhá, không biết có ai gọi. Bây giờ mình đang quay phim cho nên mình sẽ tạm thời chưa nghe cái điện thoại đó vô. Chờ mình lan nhé, mình có điện thoại này một chút. Alo. Vâng. Vâng. Dạ. Vâng. Ở cái móng đá gì? Móng đá thì xúc đến đất thịt rồi. Vâng. Tính hôm nọ móc hở cả cái ấy ra đấy, nó rơi vào nguyên móng đá để nó treo ở trên thì như nó rơi vào quãng độ khoảng hơn 2 mét. Ý là đến cái phần đất của cái đáy của nó ấy. Vâng. Nếu mà toàn bộ với thì chắc nó phải khoảng 2,5 mét gì đấy. Vâng. Là đến cái đất xong bắt đầu mình mới móc được cái gầu vào cái đáy của cái dầm kia, xong về sau không móc được đấy. Đấy khoảng đấy. Vâng. Đây khoảng 2,5 mét rồi, đào xuống ấy. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Ok. Ok các bác nhá. Đấy thì chỗ này bây giờ xe nó sẽ lại đổ vào đây nào. Cho cái xe nó đổ sang đây, sang cái chỗ này đi. Đó vào đây nhá. Đấy, chuyển cái ấy này ra này. Vào đây cái chỗ này bắt đầu là cái đất nó là đất củ rồi các bác nhá. Đấy, đất củ cho nên là nó sẽ rất là cứng. Dạ. Vâng. Rồi.
Cơm thì để em xem, chắc không phải nấu đâu, em ra anh Sơn thôi. Ra đây còn một thằng nữa ở đấy, hai anh em ăn. Chị kia chị món củ sắn thì mình thế này xúc ở bên này. Hiện tại là chưa có xe nó về đây anh em nhé. Đấy, chưa có xe về cho nên là chuyến này thì sẽ không vội. Mình xúc nốt cái chuyến này xong rồi mình xin phép là kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau thôi. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Đấy, thì là cái công trình này thì mình sẽ còn làm rất là nhiều video nữa. Xin kết thúc cái video đây thôi, hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhá. Đấy, bây giờ cái xe này nó đầy rồi. Đó, ok, thôi chào mọi người nhá.